Hậu quả vụ bạo động trong đêm qua ở thủ đô Stockholm, tin từ Stockholm, thanh niên Thụy Điển đã bạo động, đốt phá và ném đá cảnh sát tại vùng ngoại ô Hussby, phía bắc thủ đô Stockholm. Bạo động diễn ra từ buổi chiều Chủ nhật và kéo dài suốt đêm qua. Khoảng 40 thanh niên che mặt đã đốt nhiều chiếc xe, một ngôi trường, một nhà đậu xe có 50 chiếc xe. Ông Asher Hossein có xe đậu trong nhà xe nói rằng hiện giờ không biết chiếc xe của ông ta như thế nào ông ta rất xúc động không thể biết vì sao xảy ra bạo động này nhiều cửa kiến trong khu trung tâm Husby bị đập phá người dân ở gần đã phải di tản ba cảnh sát đã bị thương. Ông Kjell Bertlock là người chỉ huy công tác cấp cứu nói rằng không khí rất đe dọa khi ông tới hiện trường. Cảnh sát không bắt ai và cũng không biết vì sao diễn ra bạo động. Nhưng báo chí địa phương nói rằng vụ bạo động có thể liên hệ tới việc kiểm cảnh sát đã bắn một người đàn ông dùng mã tấu trong tuần trước.